Chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như bốn biến mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 7147561099 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591 714-839-4591 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Saigon Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lý Saigon Sài Gòn TV. À, quý vị có thể coi chúng tôi ở miền Bắc California đài 16.11 trên TV bình thường. Houston, Texas 27.6 ở miền Nam California là 56.10. Cũng như là coi ở trên mạng xã hội Facebook, nè, Youtube nè và Lido Sài Gòn tv com Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ ba hôm nay 12 tháng 9 2023 rất là lẻ, em mới ừ. mình nhớ nói đầu tháng 9 đây thì giờ đã xẹt qua gần giữa tháng 9 rồi. À, thứ 6 này là bắt đầu ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Ừ. Rồi sau đó 15 ngày nữa là trung ngày rằm tháng 8 trong ừ. rằm, ngày trung thu. Rằm tháng 8 nhưng mà Lý Do Sài Gòn TV đã tổ chức chương trình trung thu ừ. từ ngày hôm thứ bảy rồi. À, thưa quý vị, nếu như mà trong thời gian qua chúng ta đi ở các cái tiệm à, các cái quầy hàng bán bạc á ừ. là vô trong đó là quý vị thấy khi mình mua đồ ăn xong rồi họ có cái chỗ mà nguyên một cái quầy nước ngọt đó mình muốn uống cái gì là tự động mình phiêu đúng không mình tự động mình mình đến đó mình uống như thế nào mình tự chọn nhưng mà bây giờ thì họ đang lần lần họ bỏ cái này đi họ không làm nữa họ sẽ uh, để ở trong luôn những người nào mà muốn á thì đến thì họ mới là đổ đầy lại fill up lại cho khách hàng nếu nào khách hàng nào muốn. Và họ dự trù á, là cho đến năm 2032 là sẽ hoàn toàn biến mất hết tất cả ừ. các cái cái quầy fountain này, những cái chỗ mà cho nước ngọt tự tự fill up này. lý do thì họ không có nói một cách rõ ràng nhưng mà mình nghĩ đó là khi mà để ở ngoài này á, thật ra nhiều khi nó rất là phí, nhiều người á vui lắm họ đến cái họ thử họ thử cái vị này nhưng mà không phải là họ uống một chút xíu mà họ cho đầy cái ly đó xong cái không được họ đổ cái rót ra ừ. xong rồi cái là họ lấy cái khác thì đó nó dẫn đến cái tình trạng rất là hoang phí. Thành ra bây giờ ở ngay Orange County này thì họ cũng cho biết là đã có một vài nơi một vài chỗ là không có còn để cái máy này nữa rồi. Muốn thì là sẽ đưa vô trong rồi nhân viên ở trong người ta tự người ta chế đầy lại cho mình thì đây cũng là một cái thay đổi. Nói là trong thời gian qua thì cũng có nhiều nơi, nhiều cái cái cửa tiệm đó họ cũng không có còn để cái máy này ở ngoài nữa. Cho nên là chúng ta sẽ trong thời gian tới nếu mà mình đi mình thấy thì mình sẽ cũng không, không ngạc nhiên về cái điều này. Trong khi đó thì ngày hôm nay cả triệu người trên thế giới sẽ coi đón coi à, một cái chương trình sự kiện của hãng Apple ngày hôm nay à, vào lúc 10 giờ sáng giờ California time tức là 12 giờ đêm giờ bên Việt Nam sáng nay tôi đọc báo bên Việt Nam thì tôi thấy mọi người háo hức rủ nhau không ngủ đêm nay à, bên Việt Nam để wow. chờ đón cái sự kiện của công ty Apple ngày hôm nay à, 10 giờ sáng giờ California đó là công bố hình ảnh thiết kế mẫu kiểu kiểu mẫu cũng như là những giá cả màu sắc của chiếc iPhone đời thứ 15 ừ. iPhone 15 sẽ được trình làng cho báo chí ngày hôm nay nhưng mà tới thứ sáu thì mới là ngày được đặt hàng và thứ sáu tuần sau là ngày quý vị nhận được hàng ở nhà ừ. coi như hôm nay họp báo để mình lựa chọn ha ừ. rồi thứ sáu bắt đầu thức dậy sớm để đặt hàng nhanh tay đặt hàng đó thì tuần tới, này luôn, tuần này luôn ừ. thì thứ sáu tuần sau à, thì sẽ là người đầu tiên nhận hàng ở nhà như thế nào đó đập hộp và iPhone 15 mới. Thì à, theo như những cái tin mà rò rỉ cũng như là người ta thu thập được từ những nguồn tin thân cận với lại hãng Apple đó thì năm nay có thể là một trong những cái thay đổi mà suốt 11 năm qua Apple không làm. Có một cái thay đổi rất là mới. Ừ. đó là cái cổng sạc của cái phone, cái là cái chỗ mà mình cắm sợi dây điện vô để mình sạc pin đó, nó không là cái sợi dây lightning nữa, nó không là sợi dây cũ như vậy nữa, mà nó là hoàn toàn kiểu mới của USB-C, giống như cái phone Samsung mà ngọc lan xài cái loại mà gấp á, yeah. cái dây sạc kiểu đó đó. đó ừ. bây giờ tại vì nó có nhiều cái nó bắt buộc công ty Apple phải đổi nhất là bên châu Âu, họ nói rằng là tại sao không làm cùng một sợi dây như những hãng khác? mình làm sợi dây riêng của mình như vậy nữa thì nó mất công hai ba sợi dây cho nên mình năm nay là lần đầu tiên nha sau 11 năm thì công ty Apple sẽ cái này là tin rò rỉ thôi mình cũng không biết chính xác là họ có thay đổi hay không nhưng mà phải chờ tới 10 giờ sáng hôm nay thì mình trong cuộc họp báo đó để mình trình công bố những cái gì mới của cái iPhone 15 đó mình sẽ biết được là họ có làm hay không nhưng mà tin thì cho biết rằng là theo như những cái mà nhân viên mà làm việc trong công ty Apple đó À, hãng mà ráp này cái bên China đó nó, 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 bị rò rỉ cái hình ra ngoài là cái cổng sạc nó là mới rồi đó là một thứ hai nữa cái hệ thống pin pin của điện thoại là thường người ta than phiền nhiều nhất là nó tốn pin quá một ngày phải sạc hai ba lần vân vân thì có thể cái iPhone 15 sẽ có một cái hệ thống sạc pin mới và cục pin mới nó có thể giữ lâu hơn nữa và cái hệ thống sạc nó nhanh hơn nữa tức là chỉ cần nửa tiếng thôi, cắm sạc vô là đầy cục pin 100% liền. Đó, cũng có thể, nhưng mà cái này là chúng tôi đang nói về những cái tin rò rỉ mà uh, từ những cái người mà làm trong công ty Apple đó nó lọt ra ngoài, có thể là người nào đó làm về rồi kể cho vợ nghe, cho chồng nghe, <laughs> rồi người, người này nó đồn tới người kia đó, đó. Cho nên đó là những cái mới, uh, đặc biệt là năm nay cái iPhone 15 thì đều tất cả đều có cái Dynamic Island. Dynamic Island là cái mà nó nó màu đen đen ở trên màn hình nó trên cái trên cái phía trước của màn hình đó là cái mà khi mà mình gọi phone thì cái đó nó lên lên một cái như là cái đảo nhỏ vậy đó ừ. rồi mình chạm tay vào đó mình biết được mình đang gọi ai như vậy đó thì cái iPhone 14 chỉ có cái dòng Pro mới có cái đó dòng thường không có nhưng iPhone 15 tất cả dòng đều có hết và cũng có thể có cái tên mới đấy nha hồi trước là iPhone 14 thường, iPhone 14 Plus là nó to hơn, rồi iPhone 14 Pro mà Pro nhỏ, rồi iPhone 14 Pro Max thì năm nay cũng có thể cái Pro Max không còn gọi là Pro Max nữa ừ. mà gọi là iPhone 15 Ultra. Ồ, oh, Ultra giống Ultra. như của bên Samsung gọi. Đó, ừ. cũng có thể là như vậy nữa. Cũng có thể thôi vì tất cả đều là đồn đoán hết cũng như là rò rỉ từ tin tức ra cho nên uh, mình chờ coi 10 giờ sáng hôm nay giờ California time quý vị nào có cái cục uh, Apple TV ở nhà đó thì mở lên uh, mình install cái app nó có tên là Apple Events rồi sau đó mình uh, coi ở trên đó vào lúc 10 giờ sáng còn uh, cũng có streaming ở trên các mạng xã hội này kia nữa thấy có nhiều người xếp streaming lên cái đó lắm rồi uh, quý vị có thể gõ vào apple.com rồi mình có thể coi ở trên đó nữa thì uh, ngày hôm nay thì quý vị nào trong thời gian vừa qua đó trời ơi tôi thấy cái màu hồng đẹp quá tôi thấy cái màu tím đẹp quá hay màu 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 xanh lá cây đẹp quá này kia đó thì cái đó là chỉ đồn thôi nhưng mà chính xác là 10 giờ sáng sẽ biết được màu gì có nè dung lượng là bao nhiêu nè nghe, nghe nói năm nay cái iPhone Ultra hay là iPhone uh, 15 Pro Max á, là sẽ lên tới 2 2 uh, terabyte wow, tức là 2 t đó, đó. Uh -huh. đúng rồi rồi giá cả năm nay có xuống hay không hay là lên bao nhiêu rồi cái dòng nào là dòng sẽ à, bị à, hủy luôn không làm nữa thì quý vị nhớ là iPhone 10, 12, iPhone 13 có cái loại là gọi là mini đó sau đó họ không làm trên cái iPhone 14 nữa họ bỏ luôn cái dòng mini đó cái dòng nhỏ nhỏ đó cho nên iPhone 15 chắc chắn là không biết là có mang lại 15 mini hay là cũng không có luôn cho nên à, 10 giờ sáng hôm nay nha quý vị nha tôi tôi đang chờ háo hức tôi coi coi là nó nó sẽ như thế nào đây nè Màu thông, gì thông tin rò rỉ từ những nhân viên làm việc cho apple rò rỉ cho đến chỗ iphone nguyễn trường không hiểu tại sao người ta rất là thích iphone thích apple thành ra cứ mỗi năm đến cái dịp mà iphone ra thì giống như anh nguyễn trường vừa mới nói tức là họ rừng rừng xong rồi không phải là chỉ là người việt nam quý vị nhiều người việt nam mình thấy là họ thích họ thích những cái gì mà khoe cho người khác nhìn thấy nhưng à, mà đi ấy, mình sẽ thấy ví dụ như đến những người không mua được ở trên mạng thì đến chỗ sau cop plaza năm nay anh nguyễn trường đi để chụp hình người ta xếp hàng người ta mua trong ngày đầu tiên ra làm sao à, rồi ngay ngày hôm đó rồi những người nào mà nhận cái phone về ngày hôm đó quý vị mà lên youtube á quý vị sẽ thấy trời ơi các người Việt Nam không có review nhiều đâu Nhưng mà toàn là những người nước ngoài thôi Mỹ họ bắt đầu cái hộp này đem về Mở ra làm sao, thế này thế nát Bắt đầu họ review liền Nó có cái gì đặc biệt, nó như thế nào Để cho mọi người biết Nhưng mà thật ra đó, Ngọc Lan nghĩ Đến 99% số người Mà sử dụng iPhone Chỉ với nghe Nói Và có nghĩa là gọi nè Nghe nè, rồi xong rồi chụp hình quay phim đó là những cái điều mà họ dùng nhiều nhất còn lại nhớ nhiều cái tính năng ở trong đó thì hầu như là người ta ít có sử dụng đến hoặc là không biết sử dụng à, xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại